Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Đứa con của mặt nạ xanh. Các bạn có thấy con chó này không? Nửa đêm nửa hôm lại lén la lén lút cứ như là ăn trộm vậy. Nam chính vừa nhìn thấy đã ngất xỉu vì không chịu nổi cú sốc. Tại vì anh có thằng con trai đã có siêu năng lực rồi, giờ thêm con chó nữa thì ai mà chịu nổi đây. Con chó này lại âm mưu hãm hại đứa bé. Nhưng cái kết gậy chó đập lưng chó đúng là nghiệp quật. Để xem màn combat lần này có sự xuất hiện của thần Loki nữa. Nhưng thần bịt bợm Loki hạ phàm cũng bị đứa bé này hạ đo ván. Vậy đứa bé kia làm sao mà có sức mạnh kinh khủng vậy? Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nha. Trong một viện bảo tàng tiến sĩ đang kể chuyện về thần thoại Na Uy, từ Odin hay còn biết đến với biệt danh là Thế Chột, rồi đến thầm sấm đẹp trai khoai to của chị em, cuối cùng là Loki, thần điêu đại bịp trong các vị thần. Hắn có thể biến hình thành bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai. Ông tiến sĩ này không ngừng mỉa mai thần điêu đại bịp Loki. Vũ khí của anh ta là chiếc mặt nạ này, ai đeo vào nó cũng sẽ có sức mạnh sánh ngang một vị thần. Lúc này có một người đến sờ vào chiếc mặt nạ, nhưng anh đã bị tiến sĩ ngăn lại. Cái ông tiến sĩ này vẫn không ngừng tạo khẩu nghiệp với anh lố, làm cho người này khó chịu và hét lên, rồi biến hình thành một vị thần. Hóa ra người này chính là Loki. Nãy giờ anh nhịn nên mấy chú cứ tưởng anh ăn chay trường hạ, lần này mà nhịn thì thế nào cũng nổi mụn nữa cho mà xem. Người dân lúc này thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy mất dép. Thần điêu đại bịp giơ tay lấy chiếc mặt nạ, nhưng xem kỹ mới thấy dòng chữ Made in Đài Loan. Các vị thần chưa ai lừa được Loki, nhưng xuống hạ giới Loki lại bị ăn cú lừa đau đớn. Cùng lúc này bảo vệ cũng chạy tới. Loki lấy tay làm súng bắn liên thanh về phía bảo vệ, nhưng là bắn vào sàn nhà làm bọn họ rơi thẳng xuống dưới. Mà lần này xuống phàm trần như vậy, cũng chính vì anh ta đã làm rơi chiếc mặt nạ xanh. Vũ khí có thể làm cho anh thiên biến vạn hóa. Cha của Loki là thần Odin đã vô cùng tức giận, mặc dù áp lực nhưng anh lố vẫn nằm dài phơi nắng. Sau đó thần Odin hiện ra trách Loki không làm mà muốn có ăn. Mà ăn cái gì thì ai cũng biết đó là món gì rồi đấy. Rồi ông ra lệnh cho Loki phải tìm lại chiếc mặt nạ, vì sức mạnh đó mà rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ rất nguy hiểm vô cùng. Sau đó ông lôi ra tia sét trà bá hù dọa thằng con trai. Vào một ngày đẹp trời, một chiếc mặt nạ trôi trên suối. Ngay sau đó đã có một chú chó tìm thấy và ngậm về. Nó là Otis, chó của nam chính Tim. Anh là một họa sĩ hoạt hình đầy tham vọng, nhưng xui cho anh ấy là anh không được sếp trọng dụng. Mỗi ngày đi làm anh phải đội bộ đồ hóa trang hình con rùa lên đi mua vui. Còn vợ của anh là Tonia, một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp. Mối quan hệ của hai người rất tốt, nhưng giữa họ đang xảy ra mâu thuẫn vì cô ấy muốn có con. Còn Tim giống như những người đàn ông khác, anh ấy muốn sau khi sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến việc có con. Họ vì vấn đề con cái mà cãi nhau. Lúc này Tim chỉ có thể chơi đùa với chú chó Otis của mình. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, anh coi chú chó như con của mình vậy. Ngay khi nhận được chiếc mặt nạ từ Otis, anh cho rằng đây chỉ là rác rưởi nên vứt qua một bên. Một hôm công ty của anh sắp tổ chức lễ Halloween, vấn đề trang phục buổi lễ cũng đủ làm anh đau đầu. Không có trang phục anh phải cosplay nạn nhân của ma sói, nhưng vẫn thiếu mất chiếc mặt nạ. Đúng lúc này cô vợ chỉ anh đeo chiếc mặt nạ của Loki, tuy rằng không thích nhưng có còn đỡ hơn không. Trên đường tới đó anh đã lấy nó cho lên mặt, và nó ngay lập tức bị hút vào, nó dính chặt vào mặt của Tim. Ánh sáng xanh chiếu sáng khắp chiếc xe, khi mở cửa bước xuống chân của Matt đã dài cả mấy chục mét. Đến cửa thì anh bị bảo vệ yêu cầu căn cước công dân. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp người, hết lấy ống truyền nước biển trong người ra, thì bóc chiếc mặt nạ xuống. Ông bà nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là đúng chuẩn với thanh niên này ghê. Mãi mới rút được căn cước có khuôn mặt xanh lẻ xanh lét, nhưng vẫn được thanh niên bảo vệ chấp nhận cho vào. Chưa hết, anh suýt rớt cặp mắt ra vì thấy cô nàng ăn mặc gợi cảm, sợ rằng cô ấy sẽ bị cảm lạnh với bộ trang phục quá hở hang. Anh liền dùng băng vải quấn cô ấy thành xác ướp cho kín đáo. Sau đó biến bộ trang phục của cô ấy còn thiếu vãi hơn ban đầu, nhìn như vậy mới phê. Sau đó Tim bay lên sân khấu quẩy hết mình, từ một thằng vô danh tiểu tốt nay lại trở thành idol của giới trẻ. Các cô em chân dài thiếu vải vì thế cũng bu lấy Tim như rồi bu cùi bắp. Những chiếc xe để ngoài đường cũng không chịu được mà lắc lư theo. Chuyện sinh con thường ngày là vấn đề lớn với Tim, còn khi đeo chiếc mặt nạ đã đóng gạch xuyên đêm với vợ. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bên trong nước mưa của Tim, ba con nòng nọc màu xanh, chúng nhây nhớt không tưởng khi vừa thấy trứng vàng đã nổi máu tham lam và háo sắc, rồi dùng mọi cách để hạ đối thủ khác để độc chiếm trứng vàng. Lêu lêu mấy chú anh đã về với đất mẹ rồi nhé. Thế là trong bụng vợ Matt đã có thay đổi lớn. Sáng hôm sau tay nam chính đã để rơi chiếc mặt nạ và bị chú chó lấy mất. Đến công ty thì đồng nghiệp nhìn anh với một ánh mắt khác, sếp cũng trọng dụng anh hơn. Cũng chính vì thế anh được lên chức và tăng lương. Khi về nhà tìm chiếc mặt nạ thì chẳng thấy đâu cả. Cũng đúng lúc này thì vợ thông báo với anh cô đã mang thai. Nó đến như một phép màu khi hai người chỉ mới làm chuyện đó tối hôm qua. Nhưng mang thai đứa trẻ này vợ anh liên tục nôn ra bong bóng. Mà chỉ ít ngày thì bụng của vợ to đùng. Đi siêu âm thì nó đã nhảy múa trong bụng vợ anh. Nếu ai cùng con thì sẽ nghĩ nó sẽ là một đứa trẻ thiên tài. Nhưng Tim lại không nghĩ như vậy.
cuối cùng thì họ cũng chào đón đứa bé đầu lòng là cậu con trai. Mới sanh ra mà cậu bé đã bám lấy ngón tay của Tim không buông. Chính sự ra đời đó mà Odin đã cảm nhận được, mà ông lại hét tên Loki trong vô vọng, còn ông thần này vẫn đang đi tìm chiếc mặt nạ, nhưng thứ anh tìm thấy lại là hàng pha ke nữa. Quá cay cú mà Loki đã đập luôn, thấy thế ông chủ đã yêu cầu anh lỗ trả tiền, vì đã thấy hàng giả nhưng lại bị chủ quán cằn nhằn. Nên Loki đã tấn công luôn chủ quán. Sau đó Odin đã nhập vào chủ quán, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nên ông đã yêu cầu anh đi tìm đứa bé, khi đó sẽ tìm được chiếc mặt nạ. Đâu ai biết được chiếc mặt nạ đang được chú chó canh phòng nghiêm ngặt. Thời gian trôi qua đứa bé cũng lớn nhanh như thổi, còn đứa con khi này thì thổi bóng bay với mẹ, mà người mẹ chẳng thấy điều gì bất thường. Chỉ thấy con trai của mình rất ngoan ngoãn, nhưng con chó thì đã thấy điều bất thường này. Ông thần lừa đảo thì đã hóa thành ruồi xanh rồi bay vào bệnh viện, chít một phát thật đau vào cô gái. Còn giả dạng làm nhân viên bệnh viện, điều tra tất cả đứa bé được sinh ra. Nhưng xem chừng mò kim đáy biển, danh sách nhiều như thế này cũng khó mà tìm. Từ ngày có con Tim bỗng bận rộn hơn trước rất nhiều, phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình. Đã vậy đêm ngủ cũng không được yên giấc. Em bé chốc lát là đói cứ khóc thét lên, làm Tim giật mình thức dậy đi pha sữa. Mắt nhắm mắt mở cầm cây đèn đập ra tưởng là bình sữa, sau đó đút vào mồm thằng bé. Thằng con trông thấy hốt hoảng suýt lọt con mắt ra ngoài, vì cái sự hậu đậu vụng về của ông bố mình. Nó khóc đến sáng thì cô vợ bật dậy, anh ngủ tiếp đi để em lo cho. Tim nở nụ cười mãn nguyện, ố rồi ôi được ngủ rồi. Đã vậy cái đồng hồ mất dậy đã điểm đến giờ dậy đi làm. Nhưng chuyện nhỏ đâu chỉ có một, vợ anh lúc này phải đi công tác một tuần, thằng con mới sinh sẽ để cho anh chăm sóc. Nghe thôi đã muốn đào cái lỗ nằm xuống cho sướng rồi. Sau đó là những tiếng khóc không ngừng, làm cho Tim rất đau đầu. Cho dù anh đã làm đủ trò nhưng vẫn không ngăn được, và cả đêm đó anh đã phải thức trắng để bế đứa bé. Ngay sau đó vợ anh gọi về để chứng tỏ là một người cha hoàn hảo. Anh đã nói dối vợ là mọi thứ đều ổn, nhưng nhìn xem căn phòng giờ chẳng khác nào cái nhà kho. Đứa trẻ thì vẫn phát triển chóng mặt mấy tiếng đã biết gọi mẹ, làm Tim vô cùng bất ngờ rồi cố hướng dẫn nó gọi bố, nhưng dạy kiểu gì nó cũng chỉ gọi mẹ, làm anh bất lực. Bên này ông thần Loki vẫn không khá khẩm hơn là bao, đi gần hết tờ danh sách mà vẫn chưa tìm được đứa bé đó. Anh đóng giả làm nhân viên quảng cáo máy hút bụi, rồi vào nhà với gương mặt thân thiện. Người giữ trẻ trông thấy chiếc máy quá tiện ích nên cũng tỏ vẻ thèm thuồng. Lợi dụng cơ hội này, Loki hút tọt người phụ nữ vào trong, rồi đột nhập lên phòng trên, gần như may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh ta, khi lại một đứa trẻ nữa không phải con của chiếc mặt nạ. Để cho con không quậy phá lúc anh làm việc, nên Tim đã mở TV lên cho đứa bé xem. Chú chó nhà Tim khi này đang bới đất trong chuồng, thì ra là nó đã giấu chiếc mặt nạ dưới đó. Khi đang tò mò đến ngửi ngửi thì chiếc mặt nạ đã bám vào mặt nó, thế là nó biến thành một chiếc siêu cờ hó. Trong khi này thằng con trong nhà vẫn chăm chú xem TV, chiếc siêu cờ hó khi đeo mặt nạ vào thì lầy lụa hơn. Nó lén nhìn đứa trẻ đang xem hoạt hình trong nhà, rồi lên kế hoạch tống cổ đứa bé này ra khỏi nhà. Vì từ khi có đứa bé, Tim đã không hề quan tâm đến nó nữa, hay là nhân cơ hội này bắt cóc nó, rồi tiễn em nó lên sao hỏa vĩnh viễn không trở về được nữa. Khi đó Tim sẽ yêu thương mình như xưa. Sáng hôm sau khi đã xem phim hoạt hình trên 180 phút, thì thằng con nhây nhúa đã nhảy khỏi xe và bắt đầu làm trò. Khi này ông bố ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa ra sau. Không những thế thằng bé còn biến thành con chít cần, hay quả bóng nhảy tưng tưng trong nhà. Ông bố của năm đã hoàn toàn bất lực với thằng con, rồi bế nó đến cô hàng xóm để tìm trợ giúp. Nhưng khi đến đây thì đứa bé lại ngoan như cún, làm người hàng xóm thấy Tim có vẻ không ổn. Trở về nhà, Tim cố gắng thương thảo với đứa nhỏ. Cậu bé với gương mặt con nai vàng ngơ ngác dẫm nát khu rừng già, đã thế còn ngứa tay quăng quật ông bố sống dở chết dở. May có con chó lấy đồ chơi dụ thì nó mới dừng lại. Thực ra đó không phải là đồ chơi, mà là một quả bom nhằm nổ banh xác đứa trẻ. Nhưng đứa bé đã phát hiện ra và dập tắt ngồi nổ, rồi nhẹ lại tiếng nổ để đánh lừa thằng cờ hó này. Sau đó còn biến hình đi mất để nó thấy mình bay màu. Con chó thấy kế hoạch thành công thì nằm phơi hàng cười khoái chí. Đúng lúc đó có một khúc xương từ đâu vứt đến. Cái gì chứ, xương thì anh đây chưa ngán bao giờ. Khi thấy điều lạ thường thì đã quá muộn, cục xương đổ bùm một tiếng, thế là biến thành kẻ quay. Đứa bé bò ra hủi thêm phát nữa làm anh chó bay lên trần nhà run như cầy sấy. Chưa chịu đừng lại ở đó, chú chó lập thẳng kế hoạch B. Kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ và chi tiết, trong nó nghiêm túc như vậy chắc tốn nhiều tâm huyết lắm. Nhưng trên đường đi thực hiện đã bị Tim nhìn thấy, có một đứa con đã khổ lắm rồi lại thêm một con chó nữa. Anh liền không nói nên lời ngất xỉu tại chỗ. Nhân cơ hội thằng bé đang ngồi trong nôi, con chó đã bắn cung lên trần nhà, rồi lặng lẽ móc dây vào đứa bé. Đúng kiểu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, với ý định sẽ kéo nó thẳng ra xe tời. Khi mà chuẩn bị cấm điện tiễn chú bé đi, thì nó không biết rằng cái móc đã trên người mình. Và kết quả là đúng như kế hoạch mà nó đã đặt ra, ngoại trừ mục tiêu đã đổi lại hoàn toàn. Đúng là gậy chó đập lưng chó. Một thất bại đến từ con chó mặt nạ xanh. Con chó trải qua một loạt hành hạ ngược đãi dã man, đã biết mùi nhân gian đau khổ, cảm thấy bất lực đầu hàng xin thua. Cậu bé thổi cho con chó như quả bong bóng rồi xả cho nó bay đi. Còn Tim thì vẫn đang bị thằng con hành hạ đến khổ.
có mỗi quả ớt bé tẹo mà nó phun ra tận mấy vòi phun nước, làm cho ông bố tha hồ tắm gọi. Bên ngoài thì Loki sau bao ngày tìm kiếm thất bại cũng đã tìm đến được đây, không cần khống chế chủ nhà, Tim vừa thấy đã lôi luôn Loki vào luôn. Nhưng đứa bé đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, dù đã dùng hết cách nhưng vẫn không có phản ứng, khiến cho ông thần bịt bợm nghĩ không phải mà bỏ đi. Cái trình của Loki đúng là còn non và xanh với cậu nhóc lắm, Tim đã hết cách với thằng con trai, cuối cùng quyết định đưa thằng bé đi khám xem thế nào. Nhưng khi ra ngoài đã bị Loki nhìn thấy, khi lên xe thằng bé tiếp tục trêu ghẹo ông bố, nó đã sử dụng đủ chiêu để cảnh cáo và thách thức Tim. Thế là anh lố cũng đã tìm được đứa trẻ ai cũng biết là ai đó, lập tức đi theo hai bố con. Cậu bé lêu lêu Loki đố anh bắt được em, thân lừa lọc chặn đường của hai bố con và hỏi tung tích chiếc mặt nạ. Nhưng Loki đã không biết Tim đã làm mất chiếc mặt nạ, giờ Tim mới biết con trai mình tại sao lại có siêu năng lực rồi. Thấy Tim quá cứng cựa, nên Loki lôi chiếc búa siêu bự tính xử trảm luôn hai bố con. Đúng lúc này Odin nhập vào một người lao công khống chế hắn, nhân cơ hội Tim liền ôm đứa con bỏ chạy, nhưng đen cho hai người là chạy vào con hẻm mà hắn đợi sẵn. Loki biến luôn một bức tường chặn đứng hai bố con, và không nói nhiều hắn lôi ra một quả lựu đạn siêu to khổng lồ, rồi ném về hai cha con Tim. Nhưng thằng bé cũng không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra, biến ra hẳn một tấm khiên ngăn chặn quả lựu đạn. Loki lúc này lại biến ra một mặt trời để tấn công. Đúng lúc ngàn cân thành một tấn thì Odin lại nhập vào Tim, làm cho sức mạnh của Loki biến mất. Ông trách móc thằng con ham chơi biếng làm, không lo đi tìm đứa trẻ kia. Bố đang bế đứa nhỏ đó trên tay kìa, nhưng ông ấy không thèm nghe, rồi thẳng tay trừng phạt Loki bằng các giật điện, khiến hắn mất hết năng lực, bộ dạng trông vô cùng thê thảm. Đã thế còn bị thằng con của Tim thò tay lấy thùng đập cho ngây người, cuối cùng là an tọa trong thùng rác. Lúc này sếp hối thúc Tim nhanh đến cuộc họp, không còn cách nào anh đành bế con đến công ty. Họ đang chờ đợi anh nói về người mang mặt nạ xanh, nhưng anh nào có nhớ gì đâu, vậy là công ty quyết định đuổi việc Tim. Khi trở về thì anh mới phát hiện ra một tin nhắn của vợ, báo với anh là cô đang trên đường về nhà. Trải qua những chuyện vừa rồi thì tình cảm của hai bố con đã khăng khít hơn, mặc dù anh đang buồn thúi ruột, bị đuổi việc sắp tới không có cháo ằm ăn nè con ơi, ấy vậy mà đứa bé lại ngoan hơn hẳn. Đêm đến thì anh ôm con trai ngủ ngon lành, còn Loki vẫn ôm hy vọng tìm được chiếc mặt nạ, dù thân tàn ma dại nhưng hắn vẫn cố leo vào nhà Tim. Không may cho thần bịp đã bị camera chạy bằng cơm nhìn thấy. Sau đó Loki đã ra sức triệu hồi thần Odin, nhờ ông trao trả thần lực của mình. Loki chỉ cho Odin thấy đứa bé sinh ra từ trước mặt nạ, vì nó quá mạnh nên phải cần phép thuật mới bắt được nó. Sau một hồi thuyết phục thì Odin cũng đành tin tưởng con trai thêm lần nữa, nhưng ông chỉ cho hắn đúng một tiếng đồng hồ. Hết giờ mà Odin không lấy lại được chiếc mặt nạ, thì Loki sẽ vĩnh viễn làm con người. Khi đã có lại sức mạnh thì điều đầu tiên Loki làm là biến camera chạy bằng cơm thành cái mũi khổng lồ. Anh lố quay lại biến hình thành vợ của Tim, sau đó hắn cho Tim thêm một tiếng để tìm chiếc mặt nạ. Trong lúc nói chuyện hắn đã bị đứa bé gắn quả pháo vào mông, sau đó hắn hẹn một địa điểm để trao đổi con tin, nhưng chưa kịp dặn dò gì thêm quả pháo đã bắn hắn bay xa. Đúng lúc này chị vợ đi công tác trở về, làm anh liên tưởng Loki biến thành vợ mình, liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh cho cô vợ lên bờ xuống ruộng. Sau một hồi thì Tim mới nhận ra người anh đánh nãy giờ lại chính là vợ mình. Người vợ khi nghe con mình bị bắt đi liền vô cùng hoảng loạn. Tim mới bảo con đã bị Loki bắt đi, và hắn muốn lấy chiếc mặt nạ để trao đổi. Điều quan trọng nhất khi này là phải tìm ra con chó, vì nó đang đeo chiếc mặt nạ. Nhưng cô vợ lại nghĩ những điều Tim nói là nhảm nhí. Đúng lúc này chiếc mũi bước vào thì cô mới tin, còn chú chó đeo mặt nạ thì giờ đang đi tán gái. Có chiếc mặt nạ thì nó trở thành hot dog của xóm trọ, thậm chí chơi bạo cưỡng hôn luôn con gái nhà người ta. Sau đó thì Matt tìm ra chú chó, anh thuyết phục để chú chó trả chiếc mặt nạ cho mình. Tim thật lòng nói đứa bé là con của tao, vậy thì mày cũng là anh trai của nó, khi nó lớn lên sẽ là bạn thân nhất của mày. Nghe đến đây chú chó đã rất cảm động và trả lại chiếc mặt nạ cho anh. Còn phía Loki vẫn đang chơi đùa với đứa bé, mà kỳ lạ thay thần bịp bợm cũng phải chịu thua với đứa bé này. Cả hai tham gia trò chơi mà Loki thích nhất. Xin lỗi chú, anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng chủ nhật. Muốn chơi được trò này thì phải xoắn hết cả người, từng ngón tay cũng phải tham gia vào trận đấu. Đứa bé dùng lỗ tay chọc nách Loki, khiến thần lừa lọc xém tí là thua cuộc. Lúc này vợ chồng Tim cũng cầm chiếc mặt nạ đến cứu con. Hai chú chó đành phải tạm dừng cuộc chơi, nhưng không hổ danh là thần bịp bợm. Loki nhận được mặt nạ rồi lật mặt không trả con. Thấy quá bất bình, con chó đã chạy đến cắn vào củ khoai của Loki, làm hắn đau quá mà vứt luôn chiếc mặt nạ đi. Tim lao đến và cũng đón được chiếc mặt nạ. Lần này gã hề điên mặt nạ xanh đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vì quá sợ mà Loki cũng lên xe chạy mất. Tim cũng không phải dạng vừa biến ra một chiếc quái xe đuổi theo. Thần luôn lẹo biến con đường uốn khúc ngoằn nghèo cản đường của hai vợ chồng Tim. Nhưng Tim đã có sức mạnh của chiếc mặt nạ,
Con đường này cũng chưa đủ với trình của anh, hắn cố tình dụ Tim đuổi đến tận một sàn đấm bóp, mà giải thưởng cho người thắng cuộc sẽ là đứa bé. Loki đã đứng đợi ở đây từ khi nào, Tim cũng sẵn sàng tiếp chiêu với hắn, chưa kịp làm gì đã bị Loki đấm cho sắp mặt, nhưng Tim cũng không dễ bị đánh bại, quay lại trả cho Loki một quả giấm đắng ngắt cuống họng, làm Loki muốn sống không được muốn chết không xong. Rồi Loki đã biến ra chiếc bút chỉ vẽ ra vũ khí tấn công Tim, mặt nạ xanh móc một đống hàng họ ra chơi, nhưng lại bị xóa và vẽ thành hai bông cúc. Nếu chú là bút chì vậy thì anh sẽ làm đồ gọt bút chì, khiến cho Loki tan nát đời trai phải hợp lại thành người. Cả hai cứ đánh như thế này đến Tết cũng không phân được thắng bại, thế là họ quyết định để cho đứa bé chọn lựa. Trong khi Loki cố gắng dụ đứa bé bằng những đồ chơi vui nhộn, con nít thì ai không khoái đồ chơi cơ chứ. Lúc nó tiến đến gần Loki thì Tim chọn tháo chiếc mặt nạ ra, cũng vì thế mà thằng bé nhận ra ông bố tội nghiệp mà về với Tim. Loki khóc nức nở, ta chỉ muốn có một người bạn thôi mà. Hắn điên cuồng đã tạo cây búa khổng lồ đập cả nhà họ. Chắc anh lố ngày xưa cũng từng là dân phụ hồ nên xài búa chuẩn ghê. May mắn là Tim đã kịp thời đỡ được. Loki liền tạo ra hai cái khoan tấn công anh. Nhưng đúng lúc này thời gian của Loki đã hết, sức mạnh của hắn rồi cũng mất. Thần Odin lần đầu tiên cũng hạ phàm, đang định trừng phạt thần con vô dụng của mình thì Tim đã đứng ra ngăn cản. Dù có phạm lỗ lầm gì thì hắn cũng là con trai ông sinh ra, và không có chuyện gì có thể thay đổi được điều ấy. Sau đó anh trao trả lại chiếc mặt nạ cho Odin. Hai cha con thần Odin và Loki cũng hóa giải hết mọi hiềm khích, tình thương mến thương dắt tay nhau về trời. Tim mang ý tưởng cậu nhóc và chú chó làm phim hoạt hình, thành quả là cấp trên đã khen ngợi và chấp nhận cho anh trở lại công việc. Cuối phim, đại gia đình nhà Tim sống hạnh phúc và chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Bộ phim đến đây là hết rồi. Thần lừa bịp Loki mà gặp phải đứa bé này cũng phải chịu thua luôn. Đứa con của mặt nạ có sức mạnh sánh ngang một vị thần, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé hồn nhiên vô tư, tội nghiệp chiếc siêu cờ hó bày mưu tính kế cho cố vào, ai dè bị cậu bé hành cho ra bã. Nam chính Tim cuối cùng cũng trở thành ông bố của năm, nhưng quá trình này đúng là vất vả ghê, gặp phải thằng con có siêu năng lực và cái kết. Nhà này mà có thuê Sakura giữ trẻ, chắc Sakura không dám vào trông trẻ kiểu này đâu nè. Sợ là thằng nhỏ này sẽ hành Sakura thân tàn ma dại như Loki luôn quá. Nghĩ sao trái ớt có chút xíu đó, mà còn hơn cái vòi phun nước của bao anh trai làng rồi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này.